chào quý vị anh chị và các bạn. Mình là Lan Đoàn, giám đốc sàn kinh doanh của công ty Đất Xanh Miền Nam. Thì trong cái chuỗi đi thị trường của mình thì Lan sẽ review trực tiếp các cái dự án ở trên thị trường. Thì ở đây thì hôm nay Lan đang đứng trước mặt của dự án Beacon Green View, là cái dự án ở nằm trong chuỗi dự án Beacon của chủ đầu tư công ty cổ phần bất động sản Phú Mỹ Hiệp. Thì hiện tại ấy, cái dự án này nó nằm ở ngay trung tâm hành chính của thành phố Di An, đối diện với lại khu Big C. Đối diện nhá là khu trung tâm hành chính Big C ở ngay đây, rồi Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa này, rồi đây là một cái trường học này. Đó, rất là nhiều trường học ở xung quanh đây, cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi là học về các cái, rồi các trường đại học. Đằng sau nhá, đấy, các anh chị nhìn thấy cái nhà cao tầng không? Thì chính là khu làng đại học quốc gia của thành phố Hồ Chí Minh, với rất là nhiều các cái căn, với rất nhiều các cái trường đại học nằm ở trong này. Khu làng đại học thì rộng tới khoảng 650 hecta, cực kỳ là rộng luôn, và đặc biệt rất là mát mẻ, với hệ thống ngũ hồ, tức là năm hồ, hồ đá của làng đại học thì nó rất nổi tiếng ở khu đông của thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì cũng sẽ được thừa hưởng những cái tiện ích chung, cũng như là cái sự mát mẻ của cái khu vực làng đại học, gió từ cây xanh từ hồ sẽ thổi lên. Thì mình thấy là nếu mà ở chỗ này thì cũng rất là thuận tiện. Dự án thì tọa lạc ở trên cái vị trí đất là khoảng 9.298 mét vuông, tức là gần 1 hecta đấy ạ, với kết cấu là hai bờ lốc, cao 27 tầng, có hai hầm đàng hoàng để mình để xe nhé. Mật độ xây dựng ở phân khúc này là phân khúc B thì cũng 35%, thì mình thấy là mật độ tương đối là tốt. Và với tổng số căn là 916 căn, bao gồm là 888 căn hộ ở, và mình sẽ có 28 cái shop house. Sổ hồng ở đây sẽ là sổ hồng lâu dài nhé, sổ hồng lâu dài luôn. Từ đây mà đi ra đi ra chỗ bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, rồi bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, làng đại học Bích Thi các thứ, thì nó chỉ trong vòng 1 km mình đi bộ cũng được. Còn khu công nghiệp Sóng Thần, Đông Hiệp, Linh Trung các thứ thì mình, hoặc là bệnh viện Y thì mình có thể đi là 2 km. Ra Suối Tiên thì khoảng 3 km, ra khu công nghệ cao thì khoảng 4 km. Nói chung là đi lại rất là thuận tiện và nhanh, 5 phút là tới trục Phạm Văn Đồng, và chừng có khoảng 15-20 phút là mình lên đến sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Đây, công trường thì cứ hoạt động liên tục như này. Dòng Beacon thì được cái lợi thế đó là họ có cái tiến độ xây dựng rất là đảm bảo và nhanh chóng. Về chất lượng nhà thì cũng chưa được kiểm chứng nhiều, cũng chỉ là có một cái căn hộ bàn giao, đó là Beacon Suối Tiên. Tuy nhiên thì cũng không thấy là cư dân kêu ca gì nhiều, tại vì công ty xuất phát từ đơn vị xây dựng, cho nên là họ cũng rất là có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Thì căn hộ Beacon thì diện tích rất là nhỏ, từ khoảng 37 đến khoảng 55 mét vuông, đa số là 55 năm đã là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Thì nó cũng tiện ích cho khách hàng trong việc là mình có thể sở hữu được một cái nhà ở. Tuy nhiên thì với cái diện tích này thì nó cũng hơi là nhỏ, chật hẹp. Chủ tư cũng cố gắng làm những cái ban công đầy đủ cho từng căn hộ một. Nói chung là cũng khá ổn đối với những khách hàng nào mà có cái tài chính chừng cỡ khoảng là 1 tỷ 2 đến khoảng 2 tỷ. Tại vì dòng Beacon bây giờ cũng phải 33, 35 triệu một mét vuông rồi, chứ không phải là giống như là ngày xưa nữa. Mình tưởng là có 20 mấy triệu, không, bây giờ là khoảng 31 là chưa có V nhá. Nếu mà VT thì mình sẽ mua cỡ khoảng là từ 33 đến khoảng 38 triệu mét vuông là dòng Beacon nhá. Và mình sẽ hơi hạn hẹp một tí về cái phần diện tích cũng như phần thiết kế. Tuy nhiên thì cũng có lô ra ban công thì mình cũng đỡ hơn, nó cũng tương đối ổn cho nhà mình nếu như mà thu nhập thấp lại rồi số lượng người ở ít. Còn nếu mà số lượng người ở đông thì cái dòng mà 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh chừng có khoảng 65 mét thì là ổn, chừng có khoảng 72 đến 76 mét thì nó mới là thời thượng. Ok, thì đây là cái dự án mà tiến độ thì rất tốt, Lan cũng đánh giá rất là cao dòng Beacon. Quý vị anh chị và các bạn có muốn tìm hiểu bất cứ thông tin gì về dự án cũng như các dự án xung quanh khu vực Di An, khu vực Thuận An, khu vực thành phố Thủ Dầu, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Đồng Nai, vân vân, Bà Rịa, Vũng Tàu, rồi nói chung là thị trường bất động sản, đặc biệt là phía Nam,
rồi pháp lý bất động sản, quý vị có thể liên hệ với Lan Đoàn theo số điện thoại 0936 952 636 hoặc 0946 072 678. Lan sẽ hỗ trợ anh chị hết sức để làm sao mình có thể sở hữu được một bất động sản an toàn và có sinh lời nhé. Xin cảm ơn.